Ủa hành xoay ở số hả? Dạ, không chưa? Đúng rồi, khóc gì? Châu à, trên đó giữa Long Bình và Châu hay bắt đầu? Phải, biết sao? Kệ Phải vì thằng Nhân này nó không có giữ được chân năm. Banh cỡ nào cũng trước chân ba thì đỡ được bao nhiêu trái. Chân nào cũng chết thôi. Tại vì nói chung là nó chưa biết bát á, khi nó đang xuống nó cào lắm. Không, nhưng mà mày xuống biết ba không sao chạy nổi. Mà ông bổ động, ông thủ á, hai chân này. Đứng xa nó đâu có canh được đâu. Thì cứ chân năm với chân ba mới xứng rẻ. Làm sao được, làm sao được tao đó. Hai chân được tao thôi, chân ba được. Quay chỗ này, để ra tiếp ơi. Chân hai là biết canh lỗ được hết. Không nhìn có trái mà ông không bao. Trước luôn, đủ trước. Sức lặng ngày trước luôn. Tính đó luôn bị chết luôn. Cái kẻ mà uống vừa chừng hai nó thấy tao thấy nó chết rồi nó sẽ dính đàm mà nó không qua được. Thế nào lúc anh thủ hả? Cái ghế cuối dính đàm nó không chết. Em qua kiểu hả? Kéo qua kiểu hả? Đây bớt lông chết đi Châu ơi. Nó nghỉ ngơi. Mày chồng dùng hết ba mày đã với tao về nguyên dựng căn cũng hết ba rồi. Qua đây qua đây qua đây qua đây ngồi đi ngồi đi lên đi lên ngoài mình làm nắng áo mà tối bà nhung này kêu rồi tới không có thể tới đâu. Rồi, nhiều đá, chúng ta bệnh vậy á.